8. Thế giới cực lạc là thành tựu cho chính mình. Chúng ta bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật chính là mỗi người tự tạo thế giới cực lạc cho chính mình, mỗi người tự trang nghiêm thế giới cực lạc cho chính mình, mỗi người thành tựu thế giới cực lạc cho chính mình. Thế giới cực lạc này không cách xa 10 vạn ức cõi Phật. Thế giới cực lạc thật cách xa 10 vạn ức cõi Phật. Tuy xa như thế nhưng chẳng cách xa một tâm niệm hiện tiền này của bạn và tôi, bởi vì nó không ngoài tâm niệm của bạn và tôi, cho nên chẳng cách xa 10 vạn ức cõi Phật. Thế giới ấy chính là ở trong tâm của chúng ta. Thế giới cực lạc chính là chân tâm vốn có xưa nay của chúng ta. Bạn nhận được chân tâm xưa nay của bạn thì thế giới cực lạc ở đây rồi. Bạn không rõ chân tâm xưa nay của mình thì không sanh về thế giới cực lạc. A Di Đà Phật và chúng sanh chẳng phải hai, cho nên chúng ta nói thế giới cực lạc là chẳng cách xa, là thế. Nhất niệm hồi quang biết cội gốc xưa nay là Phật, xưa nay chính là thế giới cực lạc. Chỉ cần bạn quét sạch tâm ô nhiễm của bạn đi, bạn không có tâm niệm tư dục, không có tâm đố kỵ, tâm tự tư, tâm ích kỷ, bạn học hạnh Bồ Tát làm lợi ích cho tất cả mọi người, giác ngộ vì tất cả chúng sanh, thế là cảnh thế giới cực lạc xuất hiện. Bạn không có tạp niệm, không có vọng tưởng, thế có phải là thế giới cực lạc ở đây không? Nếu chẳng phải là thế giới cực lạc thì bạn nói đó là thế giới gì? Cho nên chẳng cần phải hướng ngoại tìm cầu. Các bạn là thiện tri thức, các bạn đều là bậc đại trí huệ, thông minh hơn tôi. Tương lai các bạn thuyết pháp hay hơn tôi. Chẳng qua bây giờ các bạn chưa hiểu hết tiếng Trung Quốc thôi. Tôi xin giới thiệu tặng cho các bạn bài ca Đại Thánh Chủ A Di Đà, đoan nghiêm vi diệu không gì bằng. Thất trân trì qua tướng sắc võng kim băng. Nghĩa là bậc Thánh Chủ A Di Đà, tướng tốt đoan nghiêm không gì bằng, ao bảy báo qua bốn màu sóng nước hiện vàng tươi. Đại Thánh Chủ này là ai vậy? A Di Đà. Ngài ngồi đó thân tướng đoan nghiêm, rất đẹp, rất đoan nghiêm, không gì đẹp bằng hảo tướng của Phật A Di Đà. Ao bảy báo này cũng chính là ao thất bảo. Hoa tứ sắc, tức hoa sen trong ao có bốn màu sắc khác nhau. Võng kim ba, nước và sóng trong ao thất bảo đều là sắc vàng. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trong ao thất bảo bên thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen đang từ từ nở ra. Trong ao đó có tám loài nước công đức. Chúng ta niệm Phật, niệm càng nhiều thì hoa sen nở càng lớn. Bạn niệm Phật ít thì hoa sen nhỏ. Bạn nói nếu không niệm thì sao? Nếu bạn không niệm thì hoa sen khô héo và đi đến chết thôi. Cho nên bằng giá nào bạn cũng phải tranh thủ tu tập để thành tựu quả vị giải thoát cho chính mình. 9. Niệm Phật tam muội. Tâm tịnh trăng hiền nước, ý định trời không mây. Khi bạn niệm Phật đạt đến mức độ niệm Phật tam muội, tiếng gió thổi qua bạn cũng nghe là âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn nghe tiếng mưa rơi cũng là âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn nghe tất cả âm thanh đều là tiếng niệm Phật đó. Cho nên nói nước chảy gió lay đều diễn nói kinh điển. Tiếng nước chảy cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng gió thổi cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nước chảy gió thổi hết thảy đều là Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi Đông Pha nói: Khê thanh tịnh thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Nghĩa là âm thanh của suối chảy đều là tướng lưỡi rộng dài của Phật để diễn nói diệu pháp. Màu sắc dáng núi cũng đều là pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Đây chính là đắc được niệm Phật tam muội. Lúc trước tôi có làm một bài kệ niệm Phật: năng niệm vô gián đoạn, niệm Di Đà đã thành phiến. Tạp niệm bất sanh đắc tam muội, giảng sanh tịnh độ định hữu phán. Chung nhật yểm phiền ta bà khổ, tài tương hồng trần tâm niệm đoạn. Cầu sách tịnh độ ý niệm trọng, phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm. Câu này nói khẩu niệm năng niệm vô gián đoạn. Bằng niệm Phật niệm đến chỗ không gián đoạn, từ sáng cho đến tối chỉ âm thanh niệm Phật, không có thời gian ngừng nghỉ. Khẩu niệm Di Đà đã thành phiến là miệng luôn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thường niệm như thế kết thành một khối. Tạp niệm bất sanh đắc tam muội là bạn không bị các vọng niệm loạn tưởng lăng xăng khác. Đây chính là đạt đến định niệm Phật. Người niệm Phật nên nhận ra chỗ này.
giảng sanh Tịnh Độ Đình Hữu Phán. Hy vọng bạn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định đạt được. Trung Nhật Yểm Phiền Ta Bà Khổ, từ sáng đến tối nhàm chán những nỗi thống khổ của thế giới ta bà này. Tài Tư Hồng Trần Tâm Niệm Đoạn, bởi vì bạn biết ở thế giới ta bà này là khổ, cho nên mau mau dứt bỏ những thú vui thế gian. Khi các tâm niệm thế gian đoạn rồi, không còn tâm dâm dục, tâm thích đẹp ghét xấu không có, tâm tranh danh, tâm đoạt lợi cũng không còn, buông bỏ tất cả các duyên thế gian xuống. Phải thấy tất cả những thứ đó đều là giả, cho nên các niệm hồng trần đều đoạn dứt. Cầu sanh Tịnh Độ ý niệm trọng, cầu sanh về thế giới Cực Lạc ý niệm người đó vô cùng trọng yếu. Phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh điện, buông bỏ niệm ô nhiễm ngay từ niệm đầu, ngay đó được niệm thanh tịnh rồi. Bài kệ nói rõ về đạo lý niệm Phật. Tám câu kệ này tuy rất ngắn gọn nhưng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Bạn nên tư duy suy ngẫm, nhất là đối với người tu pháp môn niệm Phật. Trong khóa tu Phật thất, mỗi hôm niệm Phật để làm gì vậy? Đó là gieo chủng tử Phật. Bạn niệm một câu Phật hiệu thì gieo một hạt giống Phật, niệm 10 câu Phật hiệu thì gieo 10 hạt giống Phật. Chúng ta mỗi ngày niệm trăm ngàn vạn câu Phật hiệu, chính là gieo hàng trăm ngàn vạn hạt giống Phật như thế. Khi bạn gieo hạt giống đó xuống, tương lai nhất định sẽ nảy mầm, bất kể là niệm Phật, tán tâm hay định tâm. Có một câu kệ rất hay: Thanh châu đầu ư trọc thủy, trọc thủy bất đắc bất thanh. Niệm Phật nhập ư loạn tâm, loạn tâm bất đắc bất Phật. Có một hạt minh châu xưa nay bỏ trong nước, trọc thủy bất đắc bất thanh. Dù nước đó đục thế nào đi nữa cũng đều thanh tịnh trong sáng cả. Người trì danh hiệu Phật cũng giống như hạt minh châu vậy, bỏ vào trong nước thì nước sẽ trong. Niệm Phật nhập ư loạn tâm, tâm của chúng ta xưa nay vọng động, thô tháo, vọng tưởng dẫy đầy. Vọng tưởng này sanh ra rồi mất đi, rồi lại sanh rồi mất, cứ như thế giống như sóng biển không khi nào dừng. Thế khi một câu danh hiệu Phật đi vào tâm loạn động thì tâm loạn cũng được thành Phật. Đó, bạn thấy loạn tâm như vậy mà cũng thành tâm Phật rồi. Bởi vì bạn niệm một tiếng Phật thì trong tâm bạn có một vị Phật. Bạn niệm 10 tiếng Phật thì có 10 vị Phật. Niệm trăm tiếng, ngàn tiếng, vạn tiếng, niệm càng nhiều thì càng nhanh thành Phật. Bạn niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà, trong tâm có một người niệm Phật. Bạn niệm Phật, Phật cũng niệm bạn, cũng giống như máy vô tuyến điện. Bạn niệm một câu A Di Đà Phật thì máy vô tuyến sẽ thâu âm và phát đi. Vậy gọi là cảm ứng đạo văn. Qua bài kệ vừa rồi, chúng ta thấy người niệm Phật được công đức không thể nghĩ bàn. Dù niệm mà vọng tưởng vẫn còn, nhưng vẫn thành tựu được công đức từ nơi tự tánh của họ. Pháp môn này được chư Bồ Tát khắp mười phương đồng quan hỷ tán thán. Tâm của bạn như thế nào? Nó rất bận rộn, đủ thứ chuyện vui buồn từ sáng cho đến tối, không lúc nào dừng nghỉ. Cho nên tâm này của chúng ta, nếu chẳng cho nó một điều kiện gì thì nó chẳng có tự tại được. Vì vậy phải tìm cho nó một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu danh hiệu Phật cũng chính là tham thiền. Bạn chẳng cần phải ngồi chỗ nào cả, chỉ cần nhắm mắt niệm Phật, như thế cũng chính là tham thiền. Hoặc bạn mở mắt ra niệm Phật cũng là tham thiền. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng đồng tịnh thể an nhiên. Tất cả bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi là tham thiền cả. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ nói một bài kệ trong Tứ Liệu Giảng: Có thiền có tịnh độ giống như cọp mọc sừng, hiện đời là thầy người, tương lai làm Phật tổ. Có thiền thông tịnh độ, mười người tu chín người đạt. Không thiền có tịnh độ, vạn người tu vạn người được. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn rất dễ tu, được chư Bồ Tát ca ngợi tán thán. Bồ Tát Giang Thù cũng tán thán pháp môn niệm Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Bồ Tát Phổ Hiền cùng mười phương chúng sanh đồng nguyện giảng sanh tịnh độ, và Bồ Tát Quán Thế Âm cũng niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Nếu có vị nào nghe qua bộ kinh Lăng Nghiêm đều biết phẩm Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật viên thông. Nói người tu pháp môn niệm Phật vô cùng tốt, cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí cũng tán thán. Trong quá khứ, tất cả chư đại Bồ Tát đều tán thán pháp môn tịnh độ, chuyên tu pháp môn tịnh độ. Tất cả chư tổ trong quá khứ trước tiên tham thiền
sau niệm Phật. Sau khi họ tham thiền khai ngộ rồi thì lại chuyên tâm niệm Phật. Giống như ngài Vĩnh Minh Viên Thọ niệm một câu A Di Đà Phật thì từ miệng phóng ra một đạo hào quang có hóa thân của Phật A Di Đà. Thời cận đại, đại sư Ấn Quang chuyên xiển viên pháp môn niệm Phật. Cho nên pháp môn niệm Phật là pháp môn phương tiện bậc nhất, đơn giản, rất dễ tu. Người hành trì pháp môn này rất là viên dung. Pháp môn này mười phương chư Phật đồng ca ngợi tán thán. Bạn xem bản kinh Di Đà nói mười phương chư Phật có tướng lưỡi rộng dài, biến khắp tam thiên đại thiên thế giới đều ca ngợi tán thán pháp môn này. Nếu như nói không chân thật thì mười phương chư Phật làm sao ca ngợi tán thán. Do vậy đủ chứng minh người tu pháp môn niệm Phật vô cùng thù thắng. Đặc biệt vào thời mạt pháp này, mọi người chúng ta phải nên tu theo. Thế nhưng hiện giờ ở Tây Phương là thời đại chánh pháp, các bạn không tu pháp môn niệm Phật, thế các bạn lại tham thiền thì có sợ khổ không? Đến Tây Phương liễu sanh thoát tử, thì danh niệm Phật là một pháp môn tu tập vô cùng quan trọng trong thời kỳ mạt pháp. Cho nên hiện nay rất nhiều người tu tập và hành trì pháp môn này. Nếu bạn xem thường pháp môn niệm Phật thì bạn hãy xem ngài đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, từ trong miệng liền bay ra một hóa thân Phật, người thời đó ai cũng đều biết cả. Cho nên công đức niệm Phật không thể nói hết được. Khi bạn niệm một câu Phật hiệu thì bạn lại phóng quang, phóng một ánh hào quang, yêu ma quỷ quái đều bỏ chạy. Công đức và quái lực của việc niệm Phật là như thế, không nói hết được. Khi tu pháp môn niệm Phật, bạn chẳng cần trông mong đạt đến ngộ bản tâm hay đạt đến chân hay giả. Điều quan trọng, bạn dụng công tu là tốt rồi. Lúc đó tự nhiên biến thành chân. Nếu dụng công không tốt thì biến thành giả. Chẳng những pháp môn niệm Phật là như thế, và tất cả pháp khác cũng như vậy. Nên nói, người tà hành chánh pháp trở thành tà. Người chân chánh tu pháp, tà pháp cũng trở thành chánh. Đây hoàn toàn là do người. Chúng ta bây giờ khi tu tập dụng công lễ Phật nên quán tưởng. Quán tưởng cái gì? Quán tưởng thân thể này của chúng ta biến khắp mười phương vô lượng quốc độ cõi nước chư Phật. Trong cõi nước chư Phật, gặp mặt Phật, chúng ta đến trước đảnh lễ. Bạn có thể quán tưởng pháp giới. Thân thể của bạn cũng chính là pháp giới rộng lớn như thế. Cho nên mới nói, nếu người muốn biết rõ chư Phật trong ba đời nên quán pháp giới tánh, tất cả do tâm tạo. Pháp môn niệm Phật là pháp môn rất dễ hành trì tu tập. Mọi người ai cũng tu được pháp môn này. Chỉ cần bạn niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, tương lai khi đến lúc lâm chung, bạn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hóa sanh trong hoa sen. Mỗi ngày nghe Phật A Di Đà nói pháp, tương lai thành Phật. Xưa nay thường nói, niệm Phật khi lâm chung thì giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn hiện tại chúng ta chưa chết, thế bây giờ chúng ta niệm Phật để làm cái gì, đúng không? Nhưng để có lợi ích khi chết thì khi sống bạn cần phải lo dung bồi trước. Giống như bạn trồng loại cây ăn quả, muốn thu hoạch kết quả thì bây giờ ta phải tốn thời gian ít năm chăm bón, cây mới phát triển được. Sự phát triển đó phải theo thời gian mà tạo thành kết quả. Niệm Phật cũng thế. Bây giờ bạn niệm Phật, đến khi lâm chung mới không bị các bệnh thống khổ, không bị tâm tham sân si làm bấn loạn. Nhất tâm niệm Phật thì Phật A Di Đà đến tiếp dẫn bạn đi. Bây giờ nếu bạn không niệm Phật, đến khi lâm chung tứ đại phân đi, khi ấy bạn muốn niệm Phật cũng không niệm được, trừ khi có bậc thiện tri thức đến trợ giúp cho bạn, nhắc nhở bạn, bảo bạn niệm Phật. Cho nên lúc còn sống, mỗi hôm niệm Phật, niệm mãi đến khi kết thành một mảng. Lâm chung chỉ cần niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thì lúc đó bạn chỉ nhớ đến Phật, ngoài ra chẳng luyến tiếc vướng bận gì cả. Bạn sẽ thanh thản ra đi về cõi Phật. Cho nên khi sống cũng như khi chết, bạn không quên câu Nam Mô A Di Đà Phật. Khi bạn không quên câu Nam Mô A Di Đà Phật thì Phật A Di Đà cũng không quên bạn. Chúng ta nương vào đại nguyện của Phật A Di Đà thì ngài dùng kim đài đến tiếp dẫn bạn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn niệm Phật, tôi niệm Phật, bạn và tôi niệm Phật làm gì đây? Liễu sanh tử, chuyển ta bà mỗi nơi thành cõi Phật. Không bạn không tôi, có gì nào? Tịnh quán vạn vật đều rõ ràng. Phá vô minh dứt phiền não, vượt ba cõi qua bể ái hà. Vì sao bạn niệm Phật? Tại sao tôi niệm Phật? Bạn nói đi.
Người thiếu hiểu biết thì nói rằng: cầu Phật giúp con ngày mai ăn uống cho tốt. Có người vừa niệm vừa nói rằng: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, xin ngài giúp con khỏi lạnh khỏi rét. Có người niệm Nam mô A Di Đà Phật, cho con tránh khỏi những phiền não, mọi việc đều cát tường như ý, bình an hạnh phúc. Có người niệm Phật để cầu sung sướng trong hiện tại. Tuy có nhiều loại chẳng giống nhau, nhưng cái chính yếu chẳng phải cầu những việc đó. Thế thì niệm Phật cầu chuyện gì? Đó là cầu liễu sanh tử thôi. Người liễu sanh tử thì sống an vui tự tại. Còn các bạn chẳng liễu sanh tử thì giàu ra hợp với sanh tử. Khi sống, bạn không biết được chính mình, không làm chủ mình, sống không biết mình là ai, thì khi chết cũng bị mê man, trôi vào các nẻo luân hồi khổ sở. Vậy làm sao làm chủ được đây? Nghĩa là bạn làm chủ khi còn sống, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Bạn thích sống lâu, muốn trường thọ, thì mỗi ngày chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế, mỗi ngày thọ mạng ta sẽ tăng lên, khỏe mạnh lên. Ta muốn chết thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì Đức A Di Đà Phật đến đón ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như thế, thân không bệnh, tâm không tham luyến, ý không điên đảo. Đây là nói ý cũng không điên đảo, giống như nhập vào thiền định. Như thế mới sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị chú ý vấn đề này. Quá ta bà, chuyển hóa thế giới ta bà thành thế giới cực lạc, không còn sự đau khổ mà được tất cả sự an vui. Cho nên nói, nơi nơi đều là cõi Phật A Di Đà, nơi nào cũng đều là thế giới cực lạc, không còn thế giới đau khổ phiền não nữa. Nơi đâu cũng A Di Đà Phật. Không bạn không tôi. Bạn niệm Phật, niệm đến không còn thấy bạn niệm, và đối tượng là Phật để bạn niệm. Tại sao nói không? Như thế rất nguy hiểm rồi. Niệm phải được chứ sao nói không? Thế là không xong rồi. Chỉ sợ bạn không xong. Nếu bạn xong rồi thì giải thoát rồi. Bạn không xong nên chẳng được gì hết. Nếu bạn xong rồi thì sao? Tình quán vạn vật đều liễu rõ. Tất cả vạn vật thế gian bạn đều thấu hiểu rõ ràng. Thậm chí loài chim nào màu gì, cây tùng sao lại mọc thẳng, bạn đều rõ biết hết. Lúc này bạn biết rõ hết rồi thì phiền não dứt sạch, vô minh phá hết, nhảy ra khỏi tam giới, vượt khỏi biển ái bao la. Bạn nhảy ra khỏi sông ái bao la là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Người ở trong tam giới như thế nào? Giống như bị trôi theo dòng sông mênh mông rộng lớn, điên đảo. Bạn nói yêu tôi nói yêu bạn, tình ái đến đi, chết rồi mà chẳng biết tỉnh ngộ, đến rồi đi rồi lại gặp lại trong dòng lưỡi ái, cuối cùng không ra khỏi. Có người nói, bây giờ tôi chẳng muốn nhảy ra sông ái. Thế bạn đợi khi nào nhảy ra đây? Bạn muốn ở lại trong tương lai sao? Bạn sống nơi này rồi chết, chết rồi lại sanh ra nơi khác. Cứ thế, sanh rồi tử, lẫn quẩn trong vòng luân hồi, sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết. Cho nên phải nhanh đi, nhanh nhảy đi, nhảy qua khỏi sông mê biển ái. Nếu không nhảy qua thì chết chìm rồi. Thật chết chìm rồi. Người chết chìm sẽ như thế nào? Thì bị đọa lạc đến cùng cực, tánh linh mất rồi, hoặc biến thành những loại côn trùng nhỏ như sâu, dung, dế. Trí huệ cạn cợt, phước báo không có. Loài súc sanh như thế rất dễ sống và rất dễ chết. Nên nói, sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết. Thế bạn rõ biết về thế giới ta bà này, vạn sự vạn vật đều không nhất định, luôn chuyển biến liên tục. Nếu bạn nói thế giới này là cố định thì chuyện đó không đúng. Bởi vì thế giới này là vô thường, không bền chắc. Do không hiểu điều này nên xưa nay ta không đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nay hiểu ra rồi thì ngay bây giờ chỉ cần bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thế là bạn và mọi người ai ai cũng đủ tư cách về thế giới Tây Phương Cực Lạc cả. Điều quan trọng là bạn niệm hay không niệm. Bạn niệm dù hiện tại có khó khăn chướng ngại, bạn cũng quyết tâm làm cho được. Thế là việc khó làm mà bạn làm được, ngay đó thế giới Tây Phương sẽ rất gần với bạn. Nếu bạn không niệm thì sao? Thì chẳng đến được. Chỉ cần bạn nhất niệm thì là sanh rồi. Bạn không niệm thì hợp với tử, thế là chẳng thành tựu được rồi. Nên biết các pháp ở thế gian này là không thật, là không cố định. Kinh Kim Cang nói, không có định pháp gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là nói đến chỗ vô thường chánh đẳng chánh giác. Chính ta phải phát đại tâm dũng mãnh, chẳng sợ khổ sợ khó, mỏi mệt đói khát, dũng mãnh hướng tới trước, nhanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc mới thôi.
chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đây mới là chân thật. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới giúp chúng ta liễu thoát sanh tử. Đại Thế Chí niệm Phật Diên Thông. Lúc Phật A Di Đà còn là chuyển luân thánh vương, ngài Quán Thế Âm là con trưởng, Đại Thế Chí là con kế. Hai vị đại Bồ Tát này đang ở thế giới Cực Lạc, đứng hai bên trái phải để phụ trợ cùng Phật A Di Đà cứu độ chúng sanh. Sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ ở đời trải qua vô lượng kiếp. Đến nửa đêm, sau khi Phật A Di Đà nhập diệt, Bồ Tát Quán Thế Âm lại thành Phật, tên là Phổ Quang trong nước Sơn Như Lai. Chánh pháp trải qua vô lượng kiếp, thì vào nửa đêm ngài nhập Niết Bàn. Lúc đó Bồ Tát Đại Thế Chí lại thành Phật, tên là Thiện Trụ Công Đức Bảo Dương Như Lai. Bồ Tát Đại Thế Chí tu pháp môn niệm Phật, chỉ một câu Phật hiệu mà nhiếp thâu sáu căn, nên đưa đến giác ngộ. Từ niệm Phật đến khi chứng đạo phải trải qua 52 giai đoạn, là thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, rồi đến đẳng giác, diệu giác. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí cùng với 52 vị Bồ Tát cũng là đại biểu 52 giai đoạn. Theo Kinh Lăng Nghiêm, trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Diên Thông, Bồ Tát Đại Thế Chí nói: ta nhớ lại trong vô lượng kiếp trước, có Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang Phật, Diệm Dương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Quang Hỷ Quang Phật, Trí Huệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Năng Tư Quang Phật, Vô Sinh Quang Phật, Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Trong kiếp đầu tiếp nối 12 vị Phật ra đời, vị Phật sau cùng là Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang. Vậy ta niệm pháp môn niệm Phật, ta nhập vào chánh định, nên gọi là niệm Phật Tam Muội. Pháp môn niệm Phật có hai hạng người: một là hạng chuyên nhớ niệm, một người chuyên quên. Hai hạng người này cũng từng gặp qua rồi. Một người chuyên niệm là chỉ cho Phật, một người chuyên quên là chỉ cho phàm phu. Phật thì luôn thương nhớ chúng sanh thì thường quên Phật. Nếu chúng sanh nghĩ đến Phật thì hay biết mấy, nhưng ngặt nổi là ở đâu họ cũng quên, không có tâm thanh tịnh, tâm giác ngộ. Phật vì sao lại nhớ đến chúng sanh? Bởi vì Phật biết tất cả chúng sanh trong quá khứ là cha mẹ mình, vị lai sẽ thành Phật và cùng chư Phật hiện tại đồng một thể giác ngộ bình đẳng. Cho nên nói tất cả chúng sanh đều có Phật đánh, đều sẽ thành Phật. Đây là chỗ vĩ đại của Phật giáo, cũng là giáo nghĩa tối cao của Phật giáo. Phật giáo nói năm giới: cấm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, chính là thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh, chuyển hóa chúng sanh bỏ mê, sớm trở về nhà. Nhưng tất cả chúng sanh khi sinh đến thế giới này thì bỏ gốc theo ngọn, quay lưng với tánh giác của mình, làm những điều hợp với trần tục, nhận giả làm chân. Ngay cả quê hương chính mình cũng quên tất cả, quên cả chư Phật, Bồ Tát, cha mẹ hiền từ cũng quên hết. Tu pháp môn niệm Phật có bốn cách như sau: một là trì danh niệm Phật, hai là quán tưởng niệm Phật, ba là quán tưởng niệm Phật, bốn là thật tướng niệm Phật. Chỉ sợ người không đủ đức hạnh, không đủ đạo tâm, khi công phu bị cảnh giới ma làm cho mê hoặc. Như hồi tôi gặp một trường hợp tại Hồng Kông, có một vị xuất gia ở chùa Từ Hưng tu phép Ban Chu Tam Muội. Ban Chu Tam Muội là tường hành Tam Muội. Ông ấy ở trong phòng như thế đến 90 ngày, chẳng ngồi, chẳng nằm, chỉ đứng và đi mà thôi. Một hôm, tôi nghe ông ta niệm, càng lúc tiếng càng lớn, rồi nghe tiếng chân chạy gấp gáp ở trong phòng với tiếng la hét là: Phật A Di Đà đã đến rồi, Phật đến rồi. Tôi thấy hơi kỳ lạ, ghé mắt nhìn vào phòng xem thử. Biết không ổn, tôi bèn hét lên một tiếng thì ông mới tỉnh ngộ và trở lại trạng thái bình thường. Chuyện gì xảy ra với ông vậy? Là khi ông đang công phu, ông ta thấy Đức Phật A Di Đà đến quỳ trước mặt ông ta. Thấy vậy, ông ta tưởng Phật A Di Đà đến đón mình nên liền chạy đến quỳ trước Phật. Nhưng thực tế, Phật sẽ lại quỳ trước mặt ông ta chứ? Thực ra đó chỉ là một con trâu nước biến ra Phật A Di Đà đến để dắt ông ta đi mà thôi. Mà chính vị tỳ kheo này đời trước là một con trâu, có công cày ruộng ở chùa,
nên khi chết mới đầu thai lại làm thân người xuất gia tu đạo. Nhưng tánh trâu chưa hết, tập khí cũ vẫn còn, can cường khó điều phục. Nhưng do ông ta tu pháp Ban Chu Tam Muội có thể dứt trừ tập khí xấu ác đó đi. Tuy vậy đạo đức chưa đủ, định lực chưa kiên cố, nên ông ta bị lạc vào cảnh giới ma. Nếu như hai người cùng nhau nhớ niệm, mọi người cùng nhau chí thiết nhớ niệm, chẳng buông lơi, chẳng thất niệm, thì sẽ theo nhau như bóng với hình, không bao giờ rời xa được. Mọi người ai cũng không quên Phật, thì ngay đời này có thể gặp Phật. Sau khi giảng sanh, thường gần Phật nghe pháp, tu tập, chẳng bao lâu sẽ thành quả vị giác ngộ. Mười phương chư Phật ngày đêm thương xót hộ trì cho tất cả chúng sanh, giống như mẹ luôn nhớ nghĩ đến con, còn con không nghe lời cha mẹ, bỏ đi không trở về nhà, để cha mẹ ngày đêm trong đời nhớ thương. Đến khi con nhớ nghĩ đến cha mẹ khẩn thiết như thế, mọi người trong gia đình mới gặp gỡ đoàn tụ được. Nếu như tất cả chúng sanh trong tâm lúc nào cũng nghĩ đến Phật, nhớ đến Phật, dù bây giờ chẳng thấy Phật, nhưng tương lai nhất định cũng gặp Phật. Bởi vì chúng ta cách Phật quá xa, mà không niệm Phật thì càng xa cách hơn nữa. Người tu pháp môn niệm Phật chẳng phải nhọc công tốn sức phương cách hoặc bí quyết gì cả, chỉ cần chuyên tâm niệm Phật. Khi tâm hành giả và tâm Phật tương ứng thì trí huệ phát sanh, sẽ được giải thoát tự tại. Người đời dùng những thứ hương thơm để bôi xoa lên thân thể cho thơm, người niệm Phật thì dùng câu Phật hiệu xông lên mảnh đất tâm của mình để tương ưng với pháp thân và trí huệ của Phật, cho tánh giác nơi tự tâm hiển lộ Phật tánh. Vì thế nên nói hương quang trang nghiêm. Bồ Tát Đại Thế Chí nói: khi ta mới phát tâm tu, chuyên lòng niệm Phật, tâm tâm tương tiếp không gián đoạn, rồi thể nhập vào vô sinh pháp nhẫn. Hiện bây giờ ta trở lại thế giới Ta Bà này, thường hay gia hộ và nhiếp thọ những ai chuyên tâm niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ Phật hỏi về pháp môn viên thông, con chẳng chọn những điều gì khác, chỉ chuyên thâu nhiếp thân tâm, không bị các duyên trần xoay chuyển, tinh tấn thâu nhiếp sáu căn, không bị khởi bởi các duyên trần. Tịnh niệm chính là không khởi các vọng niệm, chỉ nhất tâm niệm Phật, không có niệm gì khác, niệm niệm tương tục, không có gián đoạn, niệm Phật, niệm đến niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, mỗi niệm chẳng rời tịnh niệm, tâm tâm tương ưng với tâm Phật, chính là tức tâm tức Phật, tức Phật là tâm, tâm Phật nhất như mà đắc hành chánh định. Cho nên tôi nói pháp môn niệm Phật là đệ nhất. 11. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Người nào từng tụng kinh, thọ trì, biên chép 10 lời đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền thì có thể thấy mình sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc trong hoa sen. Thế giới Tây Phương Tịnh Độ chỉ có người nam, không có người nữ. Người sanh về đó đều quả sanh trong hoa sen. Hoa nở thấy Phật, tức liền được Phật A-di-đà thọ ký cho đến khi thành Phật. Sau khi thọ ký, trải qua vô lượng na do tha trong trăm ngàn vạn kiếp đến 10 phương thế giới chẳng tính được, thì tự mình thành tựu trí huệ, tâm tùy thuận chúng sanh, làm lợi ích vô số chúng sanh. Người này ngồi ở tòa Bồ Đề đạo tràng hàng phục thiên ma và ma quân ngoại đạo, thành Phật chuyển diệu pháp luật, giáo hóa chúng sanh, có thể khiến cho tất cả chúng sanh nhiều như số di trần ở trong các thế giới phát tâm Bồ Đề. Tùy theo căn tánh của các chúng sanh, dùng phương tiện quyền xảo để giáo hóa họ. Khi căn tánh của họ thành thục, trải qua nhiều kiếp, làm lợi ích tất cả chúng sanh. Người nam tu thiền và chúng sanh nào có thọ trì đọc tụng Phổ Hiền hạnh nguyện hoặc nghe được 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền, tin tưởng 10 đại nguyện dương này, tâm ưa thích, thân thọ trì, đối trước tượng đọc tụng thọ trì hoặc nói cho người khác nghe về 10 đại nguyện này, công đức đó không thể nói hết được. Chỉ có Phật và các bậc Bồ Tát La Hán mới biết công đức họ nhiều hay ít mà thôi. Khi các bạn gặp được 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền thì không nên khởi tâm nghi hoặc, nên nói: tâm người tu đạo chớ nghi, nghi tâm sanh khởi dễ đi đường tà. Người tu đạo khi nghe những lời của Phật và các bậc tổ sư giảng nói chớ có sinh tâm nghi ngờ. Bạn có tâm nghi ngờ thì dễ rơi vào đường tà, nên tin tưởng và chân thật thọ trì, lắng lòng tiếp nhận đạo lý, sau đó chí thành thọ trì như thọ trì 10 đại nguyện dương. Tụng lâu rồi càng thông hiểu, sau khi trì tụng 10 đại nguyện dương, phát tâm biên chép ấn tống hoặc giảng nói cho người khác nghe 10 đại nguyện dương này. Mọi người mà hành trì như thế, chuyên tâm trong một thời gian ngắn, thì nguyện lực tu hành và công đức đều thành tựu. Người nào trì tụng Phổ Hiền hạnh nguyện được phước nhiều vô lượng vô biên,
ở trong biển khổ cứu độ tất cả chúng sanh, khiến họ được an vui lợi lạc, giúp họ thoát khỏi biển khổ sanh tử khổ đau, đạt đến niết bàn giải thoát và được giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. A Di Đà Phật chỉ có 4 chữ nhưng bao quát tất cả Phật pháp. Mỗi bộ kinh do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra đều có người thưa thỉnh. Chỉ riêng kinh A Di Đà là không người thưa thỉnh, không ai hỏi mà chỉ từ Phật nói. Tại sao không có người thưa hỏi? Bởi vì không có người hiểu rõ pháp này. Pháp môn Tịnh Độ chúng ta thấy rất đơn giản, nhưng thực tế có 4 chữ A Di Đà Phật bao quát tất cả Tam Tạng kinh điển 12 bộ kinh. 10 năm về trước, tôi chuyên niệm Phật, có sự cảm ứng nên làm ra một bài kệ: A Di Đà Phật vạn pháp vương, ngũ thời bát giáo tận hàm tạng. Hành nhân đẳng nhân chuyên trị tụng, tất chí tịch quang bất động trạng. A Di Đà Phật là chỉ câu Phật hiệu. Nếu bạn chuyên tâm trì niệm câu Phật hiệu đó thì tất cả các pháp bạn đều thông hiểu rõ ràng. Cho nên nói A Di Đà Phật vạn pháp vương, ngũ thời là thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã, thời Pháp Hoa. Bát giáo là tàng, thông, biệt, viên, đốn, tiệm, bí mật, bất định giáo. Ngũ thời bát giáo đều bao hàm trong 4 chữ A Di Đà Phật. Cho nên người tu chỉ cần chuyên tâm trì niệm câu danh hiệu A Di Đà Phật, nhất định đạt được thường tịnh quang tịnh độ và tâm như trong đạo tràng bất động. Có số người nhận định sai lệch rằng công phu niệm Phật là dành cho ông già bà lão, không phải của người trí thức. Đây là hiểu một cách sai lầm. Niệm A Di Đà Phật, pháp môn này người trí thức cũng tu được, ngu si cũng tu được. Nói tóm lại, pháp môn này dành cho 3 hạng người, ai cũng tu được, đó là hành thượng căn, trung căn và hạ căn. Vì sao chúng ta phải niệm A Di Đà Phật? Bởi vì chúng sanh ở thế giới Ta Bà rất có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện 32 thân để cứu độ họ. Còn Đức Phật A Di Đà lại càng có nhân duyên thù thắng, bởi vì Đức Phật A Di Đà là thầy của Bồ Tát Quán Thế Âm, là giáo chủ ở thế giới cực lạc. Khi xưa, lúc chưa thành Phật A Di Đà, ngài tên là Tỳ Kheo Pháp Tạng, từng phát ra 48 lời nguyện, mỗi nguyện đều tiếp dẫn chúng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc mới nguyện thành Phật. Thế giới cực lạc chỉ có người nam, vì người ở đó đều hóa sinh từ hoa sen ra. Người sinh về thế giới cực lạc trước hết thác sinh đầu thai vào hoa sen. Chúng ta nhất tâm niệm Phật thì hoa sen bên cực lạc sẽ lớn từ từ. Niệm một câu Phật hiệu, hoa sen từ từ nở ra. Niệm nhiều câu Phật hiệu thì càng lớn ra, đến lúc bằng bánh xe chuyển luân. Khi lâm chung, Đức A Di Đà Phật hiện thân đến tiếp dẫn chúng ta về thế giới Tây Phương cực lạc. Tánh linh chúng ta ở trong nhụy hoa sen. Khi hoa sen nở ra, tức thời pháp thân hiện ra. Cho nên nói hoa nở thế Phật. Khi hoa sen nở ra thì bạn sẽ là một vị Phật tương lai. Thế giới cực lạc cách thế giới Ta Bà qua 10 vạn ức cõi Phật. Người ở thế giới cực lạc đều từ hoa sen hóa sanh. Cho nên nói nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa di phù mẫu. Tất cả chúng sanh niệm A Di Đà Phật thì sẽ sinh về thế giới Tây Phương cực lạc. Phật A Di Đà từng phát nguyện: khi tôi thành Phật, 10 phương chúng sanh đều xưng danh hiệu tôi, đều sinh về nước của tôi, hóa sinh trong hoa sen, đều quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác. Do vậy, người nào ở thế giới Ta Bà xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, khi lâm chung, Phật A Di Đà đến tiếp dẫn người này giảng sinh Tây Phương Tịnh Độ. Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, cửu phẩm độ chúng sanh, quy đức vô cùng cực. Vào thời mạt pháp, Phật pháp dần đi đến hủy diệt, tất cả kinh điển dần biến mất. Vì sao vậy? Vì chúng sanh thiếu phước báo, tội nghiệp sâu nặng, không có nhân duyên để xem kinh điển. Chẳng cần phải nói tương lai, hiện bây giờ có số người không có mắt, tay và các bệnh tật, nên một chữ trong kinh cũng không thấy. Thật là nghiệp chướng làm cho chướng ngại. Đây chính là mạt pháp. Người có mắt mà không thấy và hiểu Phật pháp rõ ràng. Vào thời mạt pháp, các kinh điển lần hủy diệt hết. Đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm, sau đó đến các kinh điển khác, cuối cùng là kinh A Di Đà. Bộ kinh A Di Đà này sẽ trụ ở đời hơn 100 năm để độ tất cả chúng sinh. Đến hết thời gian đó, kinh A Di Đà cũng diệt mất, chỉ còn câu hồng danh 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật trụ ở đời 100 năm nữa để độ tất cả chúng sanh. Qua một thời gian, chỉ còn lại câu hồng danh 4 chữ A Di Đà Phật
lại trụ ở đời 100 năm nữa độ thoát vô số chúng sinh, cuối cùng 4 chữ A Di Đà Phật cũng diệt mất luôn. Phật pháp đến lúc này có thể nói là hoàn toàn hủy diệt. Kinh A Di Đà chẳng ai tự hỏi mà tự Phật nói ra, bởi vì bộ kinh này vô cùng quan trọng. Chúng ta là người học Phật, có duyên gặp được pháp môn này, chớ có xem thường bỏ qua. Người tham thiền, tham câu niệm Phật là ai? Đủ thấy trong quá khứ chúng ta đều có niệm Phật qua, mới biết tham thiền, niệm Phật là ai. Nếu như không có niệm Phật qua mà tham câu niệm Phật là ai? Căn bản bạn chưa từng niệm Phật thì ai niệm Phật đây? Bạn là người chưa từng niệm Phật thì làm sao có thể nói niệm Phật là ai? Từ câu thoại đầu niệm Phật là ai, đủ biết trong quá khứ mọi chúng ta, trong đây ai nấy cũng từng niệm Phật qua rồi. Chẳng qua niệm nhiều hay ít mà thôi, có thành tâm niệm hay lúc niệm lúc không mà thôi. Mọi người chúng ta siêng năng niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới này có vô lượng chúng sinh vui hưởng đầy đủ lạc thú. 12. Người niệm Phật chính là Phật. Rất nhiều người cho rằng pháp môn niệm Phật không rõ ràng. Có người thiếu niềm tin, dù họ có niệm thì cũng niệm qua loa, không mấy tha thiết. Tham thiền cũng chính là niệm Phật, niệm Phật cũng chính là tham thiền. Người hiểu tham thiền mới là người hiểu niệm Phật, người hiểu niệm Phật mới là người tham thiền. Tham thiền tức thân là Phật, có thể ngay mình cũng quên luôn, thậm chí ngay Phật cũng quên, bởi vì họ tự hỏi niệm Phật là ai. Người niệm Phật nhất định có cơ duyên sẽ thành Phật, tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng nghĩ đến Phật, cuối cùng nhất định sẽ thành Phật. Người tham thiền lại nói cái chẳng được chính là Phật, bởi vì tham thiền là tìm Phật, chẳng chịu nhận mình là Phật. Tham câu niệm Phật là ai, tìm đến tìm lui chính là hướng ngoại rồi. Niệm Phật chính là trở về với Phật, trở về với tâm của chính mình, chẳng cần hướng ngoại mà tìm. Niệm Phật chính là hòa Phật thành một phiến, quyết định giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Bạn niệm Phật thì Phật niệm lại bạn, kết quả là thành Phật rồi. Các bạn khỏi cần phải nghiên cứu tìm tòi, chỉ chuyên niệm Phật cho tốt là được. Tham thiền cũng rất tốt, nhưng tham thiền cần phải chịu khổ. Thứ nhất, cần phải chịu đau chân mỏi gối. Thứ hai, mỗi giờ khác phải xem coi lại chính mình, quét sạch các dòng tưởng chưa. Tham thiền có hơn niệm Phật, niệm Phật dễ hơn. Các bạn chưa thấy sự vi diệu thù thắng của việc niệm Phật. Tôi nói với các bạn một câu rất chân thành, tôi làm mọi việc mà tâm luôn hoan hỷ là nhờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi ngủ tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ở trong mộng cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi đứng cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bất cứ lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì A Di Đà Phật hòa với tôi lại thành một. 13. Bình thường niệm Phật được duyên lành. Nếu như bạn chỉ nghĩ khi lâm chung niệm Phật thì sanh tâm lành, thật ra chẳng dễ dàng như thế đâu. Khi lâm chung, thân tứ đại này tan ra, thì người này bị nghiệp lực dẫn dắt, thần thức tiếp tục đi qua một cảnh giới khác, chuẩn bị cho đời sống tiếp theo. Cho nên nói, chim sắp chết, tiếng kêu của nó rất bi ai. Người sắp chết, lời nói của họ nghe rất hiền. Người sắp lâm chung cũng thế, trông rất tội nghiệp. Nếu ngay lúc đó tâm họ sinh khởi những điều thiện, trong một đời họ đã làm việc gì cho mọi người, cho chính mình, việc gì đúng, việc gì sai sẽ đều hiển hiện rõ ràng. Nếu người nào khi sống làm những việc không tốt, lúc hấp hối lại phát khởi tâm sám hối một cách tha thiết, rồi chỉ cần nghe một danh hiệu Phật, một danh hiệu của Bồ Tát, hoặc một danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thì tất cả tội lỗi dù có vô lượng cũng đều tiêu diệt, căn lành vô lượng sinh khởi ngay lúc đó. Cho nên lâm chung là lúc rất quan trọng, vì đó quyết định cuộc sống đời sau hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng phát ra tâm lành để sanh về các cảnh giới tốt chẳng phải là chuyện dễ dàng khi thiếu những nhân duyên tốt. Vì sao bình thường chúng ta cần phải niệm Phật? Chính là chuẩn bị đến lúc lâm chung không bị quên câu Phật hiệu. Vì khi bình thường chúng ta niệm thì khi lâm chung không bao giờ quên Phật. Nếu bạn muốn khi lâm chung mới niệm để phát sinh tâm lành, khi ấy thật chẳng dễ dàng chút nào. Nếu phát sinh được thì thật vô cùng hiệu nghiệm. Chỉ cần nhất tâm sám hối thì ngay lúc đó tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp.net.
kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tình, trên báo bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, lúc hết báo thân này cùng sanh Cực Lạc quốc.